Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình tên là Trần Ánh, mình là vợ của anh Long Chính Ngón. Mình hiện tại nay là hai ngày nay là mình thấy anh Khánh Sky, anh có giáo tên là giá chỉ có 300.000 thôi. Nhưng mà cái giáo tên này là chồng mình là người tự nghỉ ra đầu tiên. Các giới idol chưa ai nghỉ được giống như chồng mình cả. Cho nên là mình thấy anh Khánh lên để cướp khách của chồng em để giáo tên các kiểu. Có lấy có 300.000 của khách thôi thì khách người ta giáo tên cho chồng em rằng là sao chủ Khánh Sky lấy có 300 thôi mà chủ anh Long Chính Ngón lại lấy 800. Thì em xin minh chứng lại nhá. Ngày đầu tiên lần đầu tiên chồng em làm ấy là chồng em lấy có 800 của khách. Thì hiện tại là chồng em vẫn đang lấy cái giá là 800, chứ chồng em chẳng có bớt cũng chẳng có hơn đâu mọi người ạ. Vì chồng em làm có uy tín chứ không phải là giống như anh Khánh Sky, giống như bao nhiêu người ta nói đến tai chồng em bảo là Khánh Sky nuốt tiền xong Khánh Sky bỏ đi, anh Sky không làm. Thì thật ra để mà nói này, tiền thì cũng chỉ là giấy thôi, tiền cũng chỉ là giấy, kiếm xong rồi thì cũng có phải là đi xuống âm phủ để mà mang theo đâu mọi người. Nhưng cái ý thức của anh Khánh Sky, anh không bằng một con chó. Anh ấy nhận anh Long nhận chồng em là em. Hello mọi người nhá, mình tên là Trần Ánh, vợ của anh Long Chính Ngón. Hiện tại là đợt vừa rồi đây mình có xem hai cái video của anh Khánh Sky giáo tên cho khách. Anh Khánh Sky đang lấy có 300 thôi. Thì tự dưng có khách quen của anh Long và nhắn tin cho anh Long, hỏi anh Long rằng là tại sao bên Khánh Sky lấy anh có 300, à lấy em có 300 mà bên anh lấy em 800. Thì mình xin đính chính lại này, chồng mình vẫn giữ giá nguyên 800 là như ngay lúc đầu chồng mình làm. Và chồng mình từ ngay cái giáo tên đầu tiên này là chồng mình tự nghĩ ra, chưa có một idol nào nghĩ ra hết nha mọi người nhá. Và tiếp theo này là anh Khánh Sky này thì mình không biết là không có tiền hay như thế nào mà phải bất chấp đi lên trên mạng để giáo tên để cướp khách của em của chồng mình. Thì mình thì nhiều khi thì là vợ thì mình cũng thấy tức. Các bạn hiểu không, chồng mình kiếm tiền về để nuôi cho gia đình chứ không phải kiếm tiền về nuôi cho mình bản thân chồng mình đâu. Thì mình cũng xin đính chính lại một câu rằng này, thật ra để mà nói á, năm ngoái mình không nhớ là tháng nào nhưng mà là nhớ phải là mùa đông. Thì chồng mình mới nói chuyện với mình lúc đêm nửa đêm ngủ vừa mới đi Sài Gòn về nhá. Chồng mình vừa mới đi Sài Gòn làm giang về thì chồng mình có nói rằng một câu là: vợ ơi, Khánh Sky nó không có tiền, nó đang ở nhà trọ hay sao ấy vợ ạ, mà để chồng kiếm khách cho nó làm. Thì chồng mình mới kiếm một cái khách ở quán tóc để cho anh Khánh làm. Thì anh Khánh làm thì có phải là chồng mình lấy 5 triệu thì chồng mình cũng phải chia đôi không? Vì chồng mình là người giới thiệu khách mà, đúng không các bạn? Mà anh Khánh lên bảo là 2,5 triệu. Thế bây giờ anh Khánh cũng đi kiếm khách cho một người khác làm. Anh Khánh không lấy tiền, không lấy nửa tiền à? Thế chả lẽ anh Khánh để cho người ta lấy cả. Bản thân mình cũng đi ra ngoài bươn trải, bản thân mình cũng phải đất khách quê người, mình cũng phải lo cho bản thân mình, cuộc sống mình, vợ con mình, chứ tại sao lại làm sao mà có thể nào mà để cho người ta ăn cả, đủ cả về hai bên được, đủ cả về một bên được hả anh? Và tiếp theo này, đợt vừa rồi đây ấy, thì mình có tâm sự thật với mọi người là năm ngoái chồng mình giúp anh Khánh quá, kiếm khách cho anh Khánh kéo view rồi quay video rồi đủ kiểu. Anh Khánh thật ra để mà nói nhá, anh Khánh đi ra ngoài Hà Nội không có nổi lấy 1.000 đâu mọi người ạ. Tiền không có, đến mặc quần áo là còn phải mặc 4-5 ngày cùng một lúc. Thì mọi người thử xem thì một con người như thế thì lấy đâu ra tiền để mà mua quần áo, thay quần áo, tắm rửa phòng đâu. Mà đang còn phải ở chỗ lui chỗ lủi, anh Khánh ở chỗ lui chỗ lủi lắm mọi người ạ. Rất nhiều người bảo mình là đừng có cho Long làm việc với Khánh.